Trong một diễn biến khác, các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng vào các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, khiến hàng chục người thiệt mạng. Quốc tế đang gia tăng sức ép về mặt ngoại giao, yêu cầu các bên liên quan ngừng bắn khẩn cấp và tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận nhân đạo. Gần một tuần sau khi chiến dịch trên bộ vào dải Gaza, quân đội Israel hôm qua cho biết thành phố Gaza đã bị bao vây hoàn toàn. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ và việc làm Liên Hợp Quốc cảnh báo thương vong đối với dân thường tiếp tục gia tăng khi các cuộc không kích của Israel trúng vào các khu dân cư, trường học và bệnh viện ở dải Gaza. Chỉ trong vài giờ qua, cơ quan này đã nhận được báo cáo rằng 4 trong số các trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, nơi 20.000 người đang trú ẩn, đã bị trúng bom, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Gần một nửa số bệnh viện ở Gaza đã dừng hoạt động do bị ném bom và thiếu nhiên liệu. Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận cơ quan này gần như không thể đưa viện trợ tới Gaza khi những điều kiện an toàn cơ bản cho các nhân viên tại khu vực không được đảm bảo. Ít nhất, chúng ta cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo và lý tưởng nhất là một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi cần quyền tiếp cận không bị cản trở và lối đi an toàn được cả hai bên nhất trí để đảm bảo an ninh cho các tuyến đường tiếp cận. Không gì có thể biện minh cho những cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas và Israel. Trong khi đó, quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép, buộc các bên liên quan ngừng bắn và tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo của người dân. Jordani hôm qua đã trở thành quốc gia mới nhất triệu hồi đại sứ tại Israel về nước, sau Chile và Colombia. Bolivia trước đó đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel nhằm phản đối các cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường. Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ cũng liên tục đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp. Tổng thư ký hoan nghênh việc tiếp tục di chuyển người dân và hỗ trợ nhân đạo thông qua cửa khẩu Rafah. Điều cần thiết là phải có dòng viện trợ nhân đạo thường xuyên và bền vững vào Gaza, ở quy mô cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Tất cả những điều này là một bước quan trọng theo đúng hướng mà chúng ta cần xây dựng. Trong một diễn biến đáng khích lệ, mang lại tia sáng hiếm hoi cho cuộc xung đột, lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức, bao gồm việc trao đổi tù nhân và mở ra con đường chính trị để thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Phía Israel vẫn chưa phản hồi về đề xuất này.